Trường phiên ngày 14 tháng 10 hôm nay kết phiên trong chiều đó là giảm điểm nhẹ. Và cái sự giảm điểm này nó cho thấy một cái sự cân bằng. Tuy nhiên, cái cân bằng này nó chỉ nằm ở về mặt điểm số thôi. Còn cái trạng thái của thị trường hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy được là nó đang ở một cái trạng thái nó rất là khác so với những cái nhịp ngày xưa. Chúng ta hay nói đến một cái từ đó là xanh vỏ đỏ lòng. Nhưng phiên hôm nay thì thực sự nó lại giao dịch trong một cái trạng thái đó là đỏ vỏ xanh lòng. Đó. Thì đối với cái cách vận động của phiên này thì nó đang cho thấy những cái điều gì? Cũng như là hôm nay chúng ta có thể thấy được là tuy thị trường không tăng điểm nhưng đâu đó thì chúng ta lại thấy được có rất là nhiều ngành và nhiều mã cổ phiếu nó lại cho được những cái mức tăng. Vậy thì là cái trạng thái dòng tiền ở phiên này nó đang nói lên điều gì và có những cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý trong thời gian tới? Cũng như là có những cơ hội nào để cho chúng ta có thể tham gia được hay không? Kim Tùng sẽ cố gắng cùng với các anh chị để ta phân tích và đưa ra được những cái yếu tố về thị trường, về cái trạng thái thị trường nó được sát nhất với cách vận động hiện tại. Thì cũng xin chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Đồng CV HT33. Em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Thì thực ra cái họng của em hiện tại là nó vẫn chưa chưa khỏe, cho nên là có thể là em sẽ nói nhỏ một chút. Thì nếu như anh chị mà thấy nhỏ thì anh chị bật loa to lên một chút giúp em nhé. Quay trở lại với thị trường của chúng ta thì hiện tại chúng ta có thể thấy được là thị trường đang ở cái vùng cản. Ở đây em đánh giá thì nó không chỉ là cái vùng cản tâm lý mà nó sẽ bao gồm cả cản về kỹ thuật, bởi vì ngày xưa ở cái vùng này thì đã có rất là nhiều các nhà đầu tư đã bị kẹt hàng cái vùng 1.400 đến vùng 1.425, bởi vì ngày xưa thì chúng ta thì thấy được là trong cái nhịp mà hồi tháng 7 này thì đây là khoảng thời gian mà thị trường giao dịch trong những cái mức thanh khoản nó rất là cao, đó là cái lượng hàng còn bị kẹt ở trên cái vùng này khá rất là nhiều. Và điều đó cũng có thể thấy được là khi thị trường sau cái phiên ngày 11 tháng 10 thì thị trường đi lên cái vùng cản 1.400 ở đây, thì bắt đầu từ phiên hôm sau chạm đến cái vùng 1.100 là thị trường đã bị bán trở lại rồi, tức là vẫn còn một cái lượng hàng kẹt ở cái vùng này. Nó giống như là cái nhịp trước ạ, cái nhịp mà thị trường sau khi bị rơi này, đó, bị rơi cái hồi tháng 8, gần cuối tháng 8, thì khi thị trường đi lên cái vùng mà ngày xưa đã có rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt hàng từ vùng 1.360 cho đến vùng 1.380 thì chúng ta thì thấy được là thị trường cũng chưa thể là đi luôn và thị trường đã cần phải có một cái nhịp tích lũy tương đối là dài. Thì thị trường không nhất thiết phải lên đến đến hẳn cái vùng 1.400 em sẽ nói 1.360 đến 1.380 để mà xử lý cản, mà thị trường chỉ cần xử lý cản ở vùng dưới thôi. Đây là một cái yếu tố nó rất là bình thường cũng như là nó dễ hiểu, bởi vì sao? Đương nhiên là tay to họ sẽ không dễ dàng nào để cho các nhà đầu tư có thể bán hòa vốn. Đương nhiên là họ phải chấp nhận bán một cái mức, tức là họ phải ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán ra lỗ ở một cái mức nào đó. Chắc chắn ạ, phải để cho họ bán lỗ ra một mức đó thì họ mới gom hàng giá rẻ được. Chứ không lẽ nào mà họ lại để cho về hòa vốn thì đương nhiên là họ sẽ tốn cái nguồn lực đánh rất là nhiều. Thì thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy. Đây em sẽ vẽ rộng ra một chút như này. Vùng 1.400 cho đến vùng 1.425 là vùng mà ngày xưa có nhiều nhà đầu tư bị kẹt hàng. Thì không có lẽ nào mà tiền to họ lại đánh cho để mà họ nhỏ lẻ về hòa vốn. Đương nhiên là họ sẽ phải đánh ở một cái mức đó là mức thấp hơn một chút. À, vừa đủ ở một cái mức là cho nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chấp nhận bán lỗ ra. Ví dụ là 5%, 7% hay gì đó, khoảng tầm mấy trăm đô la chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái mức mà nhỏ lẻ hoàn toàn có thể chấp nhận lỗ được, có thể là vài phần trăm. Chứ không có chuyện, tức là cũng có những trường hợp nó xảy ra, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thị trường đang vận động theo cái dạng là như này. Không cho nhà đầu tư nhỏ lẻ bán hòa vốn mà bắt ép bán lỗ ra một chút. Thì thứ nhất là họ sẽ đỡ tốn cái nguồn lực. Và thứ hai là cái mức lợi nhuận của họ cũng sẽ là lớn hơn. Do đó thì hiện tại thị trường đang vận động theo dạng như thế này. Thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái áp lực bán của thị trường nó vẫn còn. Nó thể hiện ở cái điều gì? Nó thể hiện ở cái điều là với phiên hôm qua các anh chị nhé. Phiên hôm đầu tiên, hôm phiên ngày 12 tháng 10 là thị trường bị bán thì chúng ta sẽ không có đề cập nhiều đến, bởi vì là bị bán là chuyện đương nhiên rồi. Thì thị trường đi lên cản thì bị bán trở lại chuyện rất là bình thường. Nhưng cái phiên ngày 13 tức là phiên hôm qua với một cái mức thanh khoản thấp, thị trường bị bán với một cái thân nến này, các anh chị có thể thấy được cái thân nến dài đúng không ạ? Thì với phiên hôm nay là một phiên mà thanh khoản thị trường vào cao hơn rất nhiều so với phiên hôm qua. Phiên hôm qua thị trường chỉ giao dịch ở mức đó là 18.800 tỷ thôi.
thì giảm một cái mức giảm như thế này thì nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng phim nay với một cái mức tài khoản vượt trội hẳn tầm 3.000 tỷ như này là một mức rất là lớn, nhưng thị trường cũng không tạo được một cái biên giá tăng. Biên giá tăng tức là cây nến xanh anh chị nhé, chứng tỏ là gì, là cái lượng cung hàng ở cái này vẫn còn nhiều. Do đó thì phim nay nó không tạo được một cái biên giá tăng trong phiên, mặc dù là kết phiên thì chỉ giảm có 0,06 điểm là một mức rất là cân bằng rồi, nhưng chúng ta thì thấy được là đây là một cái hình ảnh cho thấy là được là cái lượng cung hàng ở trên cái vùng này vẫn còn. Nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn là cái lượng cung hàng này đến từ đâu. Thì thứ nhất đó là lượng cung hàng này nó đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng là chính. Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó. Thứ hai, cái lượng cung hàng này nó đến từ những mã trong VN30. Lý do tại sao mà nó lại đến từ hai cái nhóm ngành này? Bởi vì chúng ta có thể thấy được là trong khoảng thời gian vừa qua thì cái nhóm ngân hàng là nhóm mà bị giảm tương đối là nhiều. Do đó thì trong cái quá trình hồi phục, trong quá trình hồi phục thì nó vẫn cần phải xử lý lại những cái hàng mà các nhà đầu tư ngày xưa đã bị kẹt hàng. Chúng ta nhìn lại cái phiên ngày 11 tháng 10, gần như phiên hôm đó thị trường đi lên rất là mạnh nhưng mà tài khoản của anh chị không tăng mạnh đâu. Chắc chắn á, bởi vì là chủ yếu là tiền phiên đó đã đổ vào nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng hôm đó đánh lên là chính chứ không phải là tạo được một phiên bùng nổ theo đà. Như cái video trước thì em cũng đã có làm video phân tích cho anh chị rồi. Đó. Thì chúng ta có thể thấy được là cái dòng tiền ở thời hiện tại nó vẫn đang vận động một cách rời rạc và thống nhất. Rời rạc và thống nhất ở đây có nghĩa là gì? Rời rạc ở cái điểm là gì? Là mỗi một hôm thì gần như là cái yếu tố thị trường nó không ảnh hưởng đến một nhóm ngành nào đó. Tức là hôm nay dòng tiền vào nhóm ngành này thì mai dòng tiền nó vào nhóm ngành kia, nó đẩy thị trường đi lên. Đó chính là cái yếu tố mà cái yếu tố thị trường nó không ảnh hưởng đến một cái nhóm ngành nào đó trong một phiên. Nhưng mà có cái sự thống nhất là gì? Có cái sự thống nhất đó là nó có sự luân phiên đó, chính cái sự thống nhất này. Cái sự thống nhất tạo ra một cái nó dạng như là một cái vết xe ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta thì thấy được là trong những cái khoảng thời gian từ phiên ngày mùng 4 cho thời gian đến gần đây. Hôm thì vào chứng khoán, hôm thì vào dầu khí, hôm thì vào bất động sản, hôm thì vào ngân hàng, hôm thì vào VN30. Cứ mỗi hôm một nhóm ngành và nó cứ luân phiên như vậy. Thì phim này dòng tiền vào đâu? Phim này là dòng tiền vào nhóm bất động sản là chính. Và đâu đó thì nó cũng có một sự lan tỏa nhất định nào đó đến một số nhóm ngành như là dầu khí hay là đối với nhóm ngành chứng khoán. Khi mà hôm nay chúng ta có thể thấy được là dòng chứng khoán, thí dụ như là đối với cổ phiếu AS thì bắt đầu là có cái thông tin liên quan đến báo cáo quý 3, thì một mình cổ phiếu này và tất nhiên là có những cổ phiếu khác, nhưng mà cái sự tăng điểm của AS chủ yếu đến từ cái báo cáo quý, thì tức là ở thời điểm này nó đang rò rỉ bắt đầu là đưa ra những cái báo cáo tài chính. Thì với những cái mã cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua nó đã có những cái nhịp, thí dụ là nhịp mà tích lũy đi ngang hoặc là có những sự đẩy giá thì bắt đầu chuẩn bị ra báo cáo tài chính, thì bắt đầu là nó có những dấu hiệu đánh lên đó. Thì cái việc này thì nó sẽ tiếp tục luân phiên, và em đánh giá nó sẽ còn luân phiên tiếp tục qua từng cổ phiếu trong những thời gian tiếp theo. Đó, đây là cái điều mà chúng ta cần phải xác định được là dòng tiền hiện tại nó đang vận động như thế nào, tức là nó cứ luân chuyển liên tục. Đó. Thì phiên hôm nay thì vẫn tiếp tục là vào đối với nhóm ngành bất động sản, thì với nhóm bất động sản thì nó có một cái tình trạng, nó có một cái điểm nhấn như này. Là trong những thời gian gần đây thì nó đang có một cái những thông tin rò rỉ, tin đồn đến cuối tuần này thì sẽ có những cái chính sách của chính phủ, có những gói hỗ trợ cho nhóm bất động sản. Đó thì chúng ta thì thấy được là cái nhóm bất động sản thì trong những thời gian gần đây thì cứ luân phiên tăng, sau đó tích lũy tăng, sau đó tích lũy, cứ hôm nay thì vào cổ phiếu này thì mai vào cổ phiếu kia, đang vận động theo những cái dạng như vậy. Thì ở thời điểm hiện tại là thị trường đang vận động dạng như vậy. Như hôm nay chúng ta thì thấy được là tuy thị trường là giảm điểm coi như là cân bằng đi, nhưng mà cái số lượng mã tăng này, mã tăng thì nó là tận 252 mã, áp đảo hoàn toàn so với 140 mã. Thì cái việc mà đối với một phiên thị trường không tăng điểm nhưng lượng mã cổ phiếu tăng mạnh trong cái trạng thái là đè trụ, đè trụ đây là đè của Vinhome Vinhome, số những mã cổ phiếu trụ khác.
Thì đây nó lại là điều tương đối là tích cực đối với thị trường. Phiên hôm qua thì em đã đánh giá cho các chị là gì? Đó là một phiên mà chúng ta có thể thấy được áp lực bán, còn thì phiên này nó vẫn thể hiện. Nhưng cái áp lực bán này nó lại đến từ một số những mã cổ phiếu trụ. Chắc chắn tài khoản của anh chị sẽ không có nhiều những mã cổ phiếu dạng như này đâu. Anh chị đã có Vinhome thì rất ít có chuyện là có VIX hay là ngược lại, gần như là như vậy. Cho nên phiên nay thì thị trường không tăng nhưng mà gần như tài khoản của chúng ta là đều có những dấu hiệu là nó có thể tăng ít tăng nhiều, có người tăng nhiều, có người tăng ít thôi. Đó. Thì cái vận động hiện tại của thị trường như vậy nó là tốt. Nhưng nó có một cái điểm trừ mà em phân tích cho anh chị trong video hôm qua và những video trước đó, đã có một cái vùng gap ở đây. Một cái vùng gap ở đây. Thì xu hướng là trong tương lai hoàn toàn là thị trường có khả năng nhé, đây là em nói là có khả năng. Có khả năng là thị trường sẽ về chỉnh, về lấp lại cái vùng gap. Thì thực ra cái vùng gap này nó đến chủ yếu từ đâu? Nó đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu VN30 và nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, tức là nếu mà xét riêng về trạng thái vận động của các cổ phiếu thì nhóm bất động sản đầu tư công hiện tại em đánh giá là đang có vận động tương đối tốt, là chúng ta có thể tham gia được. Nên nếu mà xét riêng về cổ phiếu nhé. Còn xét về yếu tố thị trường thì nó có một cái rủi ro đó. Do đó thì chúng ta không thể biết được là trong những thời gian vừa qua thì trong cái nhịp này thị trường được đánh lên bởi nhóm ngân hàng và VN30. Thì liệu khi cái nhóm này nó về nó điều chỉnh lấp cái vùng gap này thì thị trường có bị ảnh hưởng không? Đấy là một cái mà chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi. Như là phải có những sự dè chừng. Còn đâu xét về những cổ phiếu hiện tại là chúng ta có thể nắm được. Chúng ta chỉ hạ bớt cái phần margin thôi. Chúng ta chỉ hạ bớt phần margin. Bởi vì là thị trường đi lên cái vùng cản thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ nên có cái sự an toàn. Và thị trường sẽ có hai cái kịch bản mà đánh giá là chúng ta sẽ có thể là tham gia mạnh được. Thứ nhất đó là thị trường về lấp cái vùng gap này. Hoặc hai đó là thị trường vượt hẳn cái vùng 1.125. Đó thì sẽ tạo ra được một cái con sóng tăng, một cái nhịp uptrend mới phía sau. Thì nó có một cái lưu ý, đặc biệt lưu ý trong tuần này, em sẽ nói trong tuần tới. Là thị trường sẽ đáo hạn phái sinh vào phiên ngày thứ năm tuần sau. Do đó thì thực ra thì đáo hạn phái sinh kỳ này thì có một cái gì đó thì em vẫn đánh giá là nó sẽ đánh lên thôi, hoặc là ít nhất là nó sẽ giữ giá. Vì chúng ta nhìn thấy được cái nhịp đáo hạn tháng trước nó đóng đáo hạn tháng trước ở vùng 1.345 điểm. Tức là và thị trường đã có những cái nhịp đi ngang quanh cái vùng 1.310 ở đây rất là lâu rồi. Thì cái vị thế chủ yếu của nhà cái hiện tại nó sẽ có xác suất là nó sẽ cầm vị thế long nhiều hơn. Do đó thì thị trường sẽ có xu hướng là được đỡ giá để cố giữ ở cái vị thế long. Nếu như thị trường trước nhịp ngày lăn phiên đáo hạn vệ sinh mà thị trường đạt về cái vùng 1.372 mà có dấu hiệu bật nhẹ lại thôi, chỉ cần có dấu hiệu bật lại một chút là chúng ta có thể được. Còn trường hợp thứ hai, nếu thị trường mà tiếp tục được cố níu giữ tại cái vùng 1.400 ở đây đến phiên đáo hạn vệ sinh, thì sau đáo hạn vệ sinh chúng ta phải lưu ý rất là kỹ, giống như cái nhịp đáo hạn vệ sinh của tháng 8 đó, sau đáo hạn vệ sinh thì chúng ta thấy là chuẩn bị đạp như thế nào đó. Thì cái nhịp đạp sau đáp vệ sinh thì giả sử có cái nhịp đạp thì em đánh giá là nó cũng chỉ là một cái nhịp đạp tính chất là lúc gap thôi. Mặc dù phiên hôm nay chúng ta thì thấy được là có một cái thông tin liên quan đến dự báo tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới World Bank. Họ dự báo giảm cái dự báo của Việt Nam xuống chỉ còn 2 đến 2,5% so với nhịp trước là dự báo khoảng tầm 4,8%. Đó, thì đây là một cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nhưng xét về cái yếu tố về dài hạn thì em vẫn đánh giá là thị trường của chúng ta sẽ còn được hưởng lợi. Hưởng lợi thứ nhất đó là hưởng lợi về đầu tư công. Nhà nước trong cái giai đoạn mà nền kinh tế gặp khó khăn thì đương nhiên là nhà nước vẫn phải sử dụng chính sách tài khoá tăng chi và giảm thu. Thứ hai là sử dụng chính sách tiền tệ nới lỏng. Không giảm thêm nhưng ít nhất cũng phải là duy trì. Có những kiến nghị là sẽ không giảm thêm lãi suất nữa. Nhưng mà ít nhất thì theo đánh giá là vẫn còn duy trì. Thì về việc mà phục hồi kinh tế thì nó vẫn là còn. Yếu tố lạm phát về trong tương lai thì đương nhiên là chắc chắn sau một cái quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế mạnh thì phải có lạm phát, nhưng mà hiện tại là nó không lạm phát đâu, bởi vì nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa phục hồi lại được, thì hiện tại vẫn chưa thể lạm phát được. Đó thì đây là những cái yếu tố mà
Theo em đánh giá là chúng ta sẽ có những cái em sẽ tổng kết lại nhé. Thứ nhất là rủi ro của thị trường là ở cái vùng vùng gap này. Thứ hai là cái yếu tố hiện tại là đang có những mã cổ phiếu mà trong cái thời gian từ giờ cho đến cuối tháng thì đặc biệt là tuần sau thì cũng sẽ ra rất nhiều các báo cáo. Do đó thì chúng ta cũng sẽ chú ý với những mã cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua, thí dụ như như là đây là một ví dụ điển hình, tức là cả thời gian dài vừa rồi, suốt từ từ tháng 9 đến nay thì nó luôn luôn đi ngang với một cái von thấp như này, thì chúng ta cũng sẽ là gì, là sẽ quan sát và để ý đến những cái mã cổ phiếu mà dạng là bị bán. Đây là những cây nến bị bán nhé, các cây nến bị bán nhưng gần như là không có von, và phim nay ra thì nó đã tăng trần như thế này. Đây là một cái lưu ý để chúng ta có thể là sẽ có những cái chiến lược giao dịch phù hợp, tức là chẳng may cổ phiếu của anh chị mà có bị bán, nó vẫn giữ giá quanh một cái biên nào đó, một cái biên hẹp, và với cái vòng bán không lớn như này thì chúng ta cũng cần phải có những cái đầu lạnh để chúng ta sẽ không bán ra nữa. Đó thì hiện tại là vẫn đang có những cái mã cổ phiếu em đánh giá là cũng có rất là nhiều cổ phiếu thuộc dòng bất động sản, hôm nay chúng ta nhìn thấy luôn. Đa phần là cái nhóm bất động sản này thì cũng đều chủ yếu là ở trong cái sắc xanh này chính đó, và một cái chú ý tiếp theo đó là thuộc nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thực ra hôm nay ấy thì có những cổ phiếu nó tăng bình thường thôi, nhưng nó lại có những cổ phiếu nó tạo ra được một cái trạng thái rất là tốt, thí dụ như cổ phiếu của Pet, tức là cổ phiếu nó đang có dấu hiệu vượt đỉnh đó. Thì khi cổ phiếu này đã vượt được cái vùng đỉnh ở đây rồi, vùng 30.4 đây, thì nó sẽ tạo ra được một cái nhịp uptrend, là nó không còn cản nữa và nó rất dễ để có thể đi lên được. Dầu khí hiện tại đang có rất nhiều các mã cổ phiếu dạng như vậy. BR hôm nay thì nó đang cho thấy những bất động tốt đối với nhịp chỉnh của phiên ngày 13 tháng 10 theo phiên qua. Đó thì vị thế hiện tại em đánh giá là với những mã cổ phiếu dạng như dòng dầu khí hay là dòng bất động sản đang cho những vị thế rất là tốt. Nhưng nó có một cái điều như em cũng đã phân tích ngay từ đầu, tức là dòng tiền nó cứ luân chuyển, hôm nay vào dòng này thì mai vào dòng kia đó, nên chúng ta cũng không cần phải sốt ruột quá trong cái nhịp này đâu, không không sốt ruột quá trong cái nhịp gọi là nhịp mua tại cái vùng cản như thế này, thì thấy dòng này dòng kia nó chạy thì không cần phải quá là sốt sắng, mà chúng ta cứ nên ưu tiên nắm giữ những mã cổ phiếu mà ta đang có, và chỉ nên nếu mà có tham gia chúng ta tham gia với tỷ trọng thấp thôi các anh chị nhé. Và đặc biệt là khi mua thì nên mua ở những mã cổ phiếu mà có những cái vùng nền hỗ trợ mạnh thì nó sẽ giúp hạn chế cái việc rủi ro cho chúng ta. Thì em xin phép là sẽ được dừng video tại đây. Rất mong là trong thời gian tới thì được sự ủng hộ của các anh chị đối với em Tùng cũng như là kênh cộng đồng CBH33, để trong thời gian tới hoàn toàn có thể quay trở lại làm video thường xuyên hơn, thì sẽ tiếp tục mang được đến cho các anh chị những video chất lượng hơn, và sẽ có những chương trình, có những kế hoạch mà em cũng đã có dự định rồi, thì rất mong sẽ tiếp tục nhận được của các anh chị nhé. Vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.